Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những... Chưa bao giờ đeo nhẫn cưới, Triệu Lệ Dĩnh lộ lý do gây sững sờ. Lúc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Tiểu Phong tuyên bố ly hôn, hóng hớt xí bít cũng như dư luận rất đổi bất ngờ. Không tin đây là sự thật, vì rằng trước đó cả hai vẫn luôn tỏ ra mặn nồng, hạnh phúc, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy hôn nhân của họ đang trên bờ vực sụp đổ cả. Tuy nhiên, khi lật lại những câu nói trước đây mà Phùng Tiểu Phong và Triệu Lệ Dĩnh từng chia sẻ về cuộc sống vợ chồng giữa hai người họ, mình thấy có những điểm đã sớm báo hiệu từ trước, cho thấy hạnh phúc giữa cặp đôi này sẽ khó mà bền vững, dài lâu. Khi cả hai vẫn còn là vợ chồng, Phùng Tiểu Phong bất ngờ bộc bạch trên sóng truyền hình rằng anh cảm thấy bất an trong cuộc hôn nhân với Triệu Lệ Dĩnh. Cô ấy có thật sự thích tôi không? Kết hôn là vì cô ấy yêu tôi hay chỉ đơn thuần là vì muốn kết hôn, sinh con? Trong lời nói này có thể thấy Phùng Tiểu Phong không mấy tự tin khi ở bên Triệu Lệ Dĩnh. Anh sợ rằng nếu Tiểu Hoa chọn kết hôn với mình không phải vì tình yêu mà là bác sĩ bảo cưới. Không chỉ là lo lắng suông khi nỗi băn khoăn này của Phùng Tiểu Phong ngày càng có cơ sở và lớn dần trong anh. Trong một chương trình vào năm 2019, MC thấy Phùng Tiểu Phong không đeo nhẫn cưới nên đã thắc mắc hỏi anh về vấn đề này. Nam tài tử cho hay, đến giờ tôi vẫn chưa có chiếc nhẫn nào, bà xã chưa trao cho tôi. Trước câu trả lời gây bất ngờ này từ ngôi sao Cung Tọa Tâm Ngọc, MC liền hỏi lại rằng, cho nên anh nghe lời vợ sao, là cô ấy nắm quyền chỉ huy à? Đến lúc này thì Phùng Tiểu Phong cười trừ và nói, cô ấy bảo rằng đã là vợ chồng yêu thương nhau chân thành thì sẽ không để ý tới tiểu tiết trong cuộc sống. Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh đã lên tiếng giải thích là thế, nhưng nhìn vào thái độ của Phùng Tiểu Phong cũng như nhiều dân mạng cảm thấy rằng lời giải thích này của ngôi sao Hoa Thiên Cốt không hề thỏa đáng, vì nhẫn cưới là biểu trưng cho lời hứa trọn đời bên nhau. Việc đeo nhẫn cưới cũng được xem như sự nghiêm túc trong việc kết hôn và mang tính bước ngoặt của đôi bên, là bởi khi cùng trao nhận cho nhau cũng chính là lúc hai người chính thức trở thành vợ chồng. Thế nên nhẫn cưới không phải là một thứ tiểu tiết trong cuộc sống, đặc biệt là trong hôn nhân. Nhìn cách trả lời này của Triệu Lệ Dĩnh, không ít khán giả bày tỏ rằng kết cục ly hôn có lẽ là được tiên đoán từ chính thái độ của cô ấy. Thật sự nếu tôi là Phùng Tiểu Phong mà nghe vợ nói những lời lẽ như thế này, tôi cũng nghi ngờ, cảm thấy cô ấy không yêu tôi. Trước đây cứ nghi ngờ rằng Phùng Tiểu Phong là người có lỗi, Triệu Lệ Dĩnh bị phụ tình. Nhưng qua câu chuyện này, chắc gì Triệu Lệ Dĩnh bị phụ tình đâu nhỉ, có lẽ cô ấy đâu yêu Phùng Tiểu Phong. Thế là cưới chạy bầu rồi, lỡ có bầu bác sĩ bảo cưới, chấp nhang quá nên khi sống chung, cảm thấy không hợp nhau thì toang thôi. Đúng là điểm dự báo ly hôn ngay sau một năm kết hôn, đáng chát. Tình cảm không sâu đậm, gần ít mà xa thì nhiều, thế nên kết quả ly hôn cũng chẳng có gì là lạ. Triệu Lệ Dĩnh EQ chán nhị, xưa kia EQ thấp, đến lúc có bầu EQ cũng thấp, có chồng thì EQ cũng chẳng khá khẩm gì lên. Eo ui, nếu đổi ngược lại khi chính Phùng Tiểu Phong nói như thế, chắc fan Triệu Lệ Dĩnh mang anh ta té tát mất. Nghe những lời chia sẻ của Phùng Tiểu Phong về chuyện Triệu Lệ Dĩnh nói lý do cả hai không cần đeo nhẫn cưới, hóng hớt xí bít cảm thấy ngay từ đầu giữa họ vẫn có sự rào cản, chưa thật sự thấu hiểu nhau. Có lẽ Phùng Tiểu Phong muốn Triệu Lệ Dĩnh tỏ ra chân thành, tình cảm hơn trong hôn nhân, nhưng dường như nữ diễn viên lại quá mải mê vì công việc, bất đồng quan điểm, cộng thêm việc cả hai gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, nên mình nghĩ đó chính là lý do khiến cuộc hôn nhân của họ khó lòng mà bền vững được. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại.